Đây ạ, em quay thực tế cho anh đây ạ. Một bầu 3 cây ạ. Thích xanh thì nhặt những đống xanh. Thực ra xanh hay không là do là để trong dâm ý, thì là nó sẽ xanh. Còn đâu nếu mà để ria này này nắng ấy, thì là nó sẽ vàng. Đấy ạ, một bầu như này. 3 cây. 3 cây ạ. Đấy. Còn chiều cao của cây thì là cao tầm trên 20. Thế còn nếu mà anh thích cái vạt xanh xanh kê cùng một loại hết anh ạ. Chẳng qua là do mình để dưới lưới mà che chỗ nào nó kín kín. Như ở giữa như này thì là nó xanh thôi. Còn đâu nếu mà kiểu cứ ra ria rìa ngoài ấy mà có nắng ấy thì là nó vàng rực lên ấy. Cây rất đẹp như này luôn. Đấy. Một bầu 3 cây dễ dùng đảm bảo. Cao hơn 20 cm. Thế anh có nhu cầu xếp bao nhiêu bầu thì em anh thông tin em. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây ruột gà loại một bầu 3 cây, ở nhà mình có cả loại bé một bầu một cây nữa. Đây mình sẽ quay cho các bạn. Và có rất nhiều các cây vàng anh lá lớn và vàng anh lá kim nhá. Cũng có 3 loại. Một loại là một bầu 3 cây và một loại là một bầu một cây ạ. Vàng anh lá lớn ạ, rất đẹp luôn. Còn đây là vàng anh lá kim. Các bạn có nhu cầu thì alo nhá. Cảm ơn các bạn.